Vâng, tiếp tục lại chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Vietjet Bãi TB nhé. Tiếp theo video ngày mùng 4 tháng 2 hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô nồi cơm gồm có 20 em các bác nhé. Dung tích đều là 1 lít hết. Đấy, Tiger cũng có rồi, Yuji, Yushi, Hitachi đều là 1 lít, hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng. Đấy, sử dụng điện 100 đến 110 V các bác nhé. Đấy, này hàng cũng tương đối là đẹp. Đấy, thì đẹp xấu như nào, giá cả như nào thì tí em lên thì các bác cảm thấy giá cả là một là hợp lý, thứ hai là nó đẹp xấu như nào thì các bác ủng hộ em. Các bác đang xem kênh của Vietjet Bãi thì đừng quên em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh các bác nhé. Thì phương thức thanh toán thì vẫn như mọi lần thôi. Các bác nào chuyển khoản thì em báo ship bác, còn không thì các bác cứ nhận hàng thanh toán bên Viettel. Đấy, thì giờ em sẽ lên chi tiết để cho các bác xem từng mã một nhé. Tất cả sản phẩm này là bảo hành cho các bác vẫn là 2 tháng sử dụng. Thì đầu tiên nó lên cho bác một em Panasonic VAT này. Đấy, em này thực sự các bác là rất là mới luôn. Thành vách rất đẹp bác nhé. Em này đời 2014, em này rất là đẹp luôn. Thành vách rất căng luôn. Đấy, điện áp thụ điện là 1100W các bác nhé, 1100W. Thành vách thì bao đẹp cho bác em này. Bên trong thì em này chưa dùng bác nhé. Thật sự các bác em này là nó chưa dùng. Rất là mới luôn. Mới đét các bác nhé. Đây bác nhìn này. Mới cứng cựa. Lòng xoong tuyệt vời luôn. Đi xoong rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Chưa có vết đặt lên đặt xuống nào cả. Đấy. Rất đẹp bác này. Đấy. Đi xoong rất đẹp luôn. Mượt luôn. Mới cứng kìa. Cái gioăng này thì tuyệt vời luôn. Gioăng thì mới đét. Phalavat các bác nhé, 2014. Đấy. Rất hiếm được những con đẹp như này các bác nhé. Loại này thì rất là nhiều, nhưng mà nói chung nó đẹp như này thì rất là khó gặp. Và nhiều lúc các bác gặp rồi mà cũng chưa chắc là mua được, vì nhiều người khác người ta mua mất. Đấy, thì các bác đang xem kênh cảm thấy ok là các bác chốt luôn cho em. Dòng này nó rất dân dã. Đấy. Kiếm được em đẹp này là rất là khó các bác nhé. Khó không phải là khó, nhưng mà nói chung quy lại là nhiều người mua được, nhiều người không. Mọi chức năng bảo đảm ba các bác là ok. Mã số 1 các bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 900k. 900k các bác nhé. Mã số 1 nhé. Một em Panavat. Thực sự bác em này nó không có điểm trừ các bác nhé. Đấy. Nó không có điểm trừ đâu các bác. Nó không bị gì sức sát một tí nào luôn. Nét căng luôn. Đấy. 2014. Không bị sức sát thế nào cả. Đảm bảo đáng bác thế. Rất đẹp luôn. Gần như là mới các bác nhé. Đấy. Ok các bác. Mã số 1. Cho lên bác cho các bác một dòng. Hôm qua em lên ba con hi thì các bác rất nhiều bác hỏi, thì hôm nay lại lên tiếp cho các bác. Em này thì đời 2019, chú quý em này cũng tuyệt vời luôn, nét căng luôn. Đấy, em này như cái em mã số 1 hôm qua, đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy, ngoài thôi. Đây, đi xoong rất là đẹp luôn. Một hai cái điểm nó để xuống đất nó hơi bị chảy nhẹ một tí thôi. Không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, đây lòng xoong thì bao đẹp cho bác luôn. Lòng xoong thì bao đẹp cho các bác luôn nhé. Không châm cán không cùng gì cả. Đấy, chỗ này về lấy cái gì? Đây, nó hơi vàng một tí, nó hơi đen một tí thôi. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Giòng rất là mượt luôn. Đấy. Giòng rất là mượt các bác nhé. Về các bác vị khó vệ sinh qua cho em một lần nữa thôi là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Cao tần, áp suất bi. Đấy. Rất là mượt các bác nhé.
phần trong này thì ok luôn, nó cứng. Em này thì thành vách còn nguyên bác nhé. Đẹp đét lẹt lẹt luôn. Mọi chức năng là 3 cho các bác là ok nhé. Vâng, tiếp theo là mã số 2 các bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 1.500.000 thôi. 1.500.000 các bác nhé. Đấy, mã số 2 nhé. Đấy, nét lẹt lẹt luôn. Đây, lên cho bác em này thì đời 2017 các bác này. Đời 2017. Đời 2017 các bác nhé. Đấy. Em này thì nó hơi xước nhẹ cho này tí thôi. Tí tí. Ở đây cũng một cái điểm cấn rất là mờ mờ thôi. Nhìn tích như thế bác nhé, hơi mờ mờ này. Đấy, bác nào chốt thì em cho bác cái tem vào đây. Đấy, còn bác nào mà không thích tem thì các bác có thể bỏ ra nhé. Em cho bác cái tem. Đấy nhá, về các bác nào mà không các bác không thích thì các bác có thể bóc ra nhé. Nó chỉ một hơi cái điểm rất là mờ như này thôi. Đấy, về các bác không thích thì các bác có thể bóc ra nhé. Đấy, nó không dễ dễ bóc thôi. Em này điện áp tụ điện là 1400W các bác này. Đấy, đời 2017. Nhược điểm của nó thì em đã bảo các bác rồi nhé. Đấy, giòn tuyệt vời luôn. Đấy, giòn xanh đét luôn các bác nhé. Đấy, những cái điểm này bác nhìn nó còn mới cứng luôn. Đấy, giòn tuyệt vời luôn nhé. Lòng xong này bao cho bác là đẹp luôn, không có chấm cám chấm két gì cả. Bảo là đẹp cho bác nhé. Xong gai này, số gai rất là đẹp luôn. Đít xoong gần như chưa một lần đặt lên đặt xuống. Đấy, nét là nét. Mọi chức năng hoạt động cho bác là ok, không vấn đề gì cả. Đấy, điểm trừ của em này nó hơi cấn nhẹ một tí chỗ này thôi. Đấy, hơi cấn thì răn cho bác cái tem rồi. Bác nào không cảm thấy chấp nhận được thì các bạn ủng hộ em nhé. Tiếp theo là mã số 3. Lên cho bạn em này với giá là 1,3 triệu thôi. 1.300.000 các bác nhé. Đấy, mã số 3. Và tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng Hitachi nữa này. Em này đời 2020 bác nhé. 2020. Chụp cái thành vách rất là đẹp luôn. Bao đẹp. Không có chảy sức hay là cái gì cả. 2020 bác này. Đấy, 2020 các bác nhé. Thành vách thì nó không có cái gì để mà em phải báo rồi. Nó đét là đẹp luôn này. Doang gần như mới này. Doang mới đét luôn, chưa dùng. Doang chưa dùng các bác nhé. Đấy, hôm qua em nhắc lại một câu để các bác mua về ngắm. Các bác bảo thật, tôi chỉ mua về tôi ngắm thôi chứ tôi không lấu. Nhà tôi thì rất nhiều lồi rồi. Đấy, thật sự đây bác nhìn, sướng không? Nhìn đã đời. Đấy, nhìn đã đời luôn, đẹp thật. Bị giòn nó mới cứng cựa. Về các bác chịu khó lau chùi đi tí nữa thì thôi rồi. Đấy, sướng với chỗ này nó còn chưa có một điểm xước nào bác này. Đấy, chưa có điểm xước nào, ví dụ người ta đặt lòi hay nó hay quạ vào đây cũng chưa có luôn. Đây, lòng xoong thì bao đẹp luôn. Đấy, không có tí nào cả. Không có chấm cám cũng gì bác nhé. Rất đẹp luôn. Đấy, nét căng luôn bác nhé. Đẹp, rất đẹp luôn. Đấy, mọi số lăng hoạt động bình thường các bác nhé. Rất đét luôn. Rất đẹp. Vâng, tiếp theo là mã số 4 các bác nhé.
Đấy, nên cho bạn em này với giá là 1.600.000 bác. 1.600.000 nhé. Đấy, bao đẹp cho bác em này luôn. Đấy. Nét căng luôn bác nhé. Ok các bác nhé, mã số 4. Sự em này nó quá đẹp. Tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng sáp nữa này. Một em sáp. Thân đây. Đấy, em này thì đời 2018 bác nhé. 2018. Đấy, em này hơi cấn dạ tí đi cho này. Đấy. Đây chỗ này bị vỡ rồi, giờ mới nhìn thấy này. Đấy. Đây bác này, chỗ này hơi vỡ lớp đi này. Đấy. Đấy, 2018 điện áp tiêu thụ điện là 1.100W, dòng sáp các bác nhé. Xoong thì rất dày, có quai cầm trông lóng. Lòng xoong đẹp tết căng luôn. Đấy, xoong rất dày các bác nhé. Đấy. Nét căng, lòng nét căng nhé. Đấy, em rất đẹp luôn. Dòng cao tần đó chứ. Đây, dòng rất mới này. Đấy, dòng rất mới luôn. Đây, em này đang bị lất nhẹ cho tí này. Lất nhẹ bác nhé. Đấy. Đấy, các bác cảm thấy ok thì các bác chốt với em. Báo rõ các bác là tình trạng như thế. Còn mọi chiếc lồng ba bác là ok. Đấy. Màn hình rất lớn các bác. Em này không nhầm, hôm nay em mới bán lần đầu tiên. Em chưa bao giờ em bán con này đâu. Thì chẳng biết giá cả như thế nào, tôi cứ bán vo cho các bác với giá là 750.000. 750k bác nhé. Em chưa bán con này bao giờ đâu. Đó là mã số 5. Mã số 5 bác nhé. Mã số 5 lên cho bác em này 750. Đấy, thật sự bác để cho bác xem này. Chẳng biết đắt rẻ thế nào, hớ hay thế nào gái nhỉ. Sự bác trông cái xoong cũng sướng này. Dày tầm hơn phân. Đấy, lòng xoong có đẹp như này. Không có một tí xước nào. Lòng dày bịch luôn. Đấy. Đấy, chẳng biết đắt rẻ nào. Thôi bán một bác lợi hay em lợi. Đấy. Mã số 5 bác nhé, 750. Tiếp theo lên trước bác một dòng Juicy. Đấy, một dòng Juicy Juicy. Em này hơi cấn nhẹ cho này tí. Vì đằng nào nó hết pin bác nhé. Là thay pin lắn cho các bác luôn. Em này thì thành vách thì cũng rất đẹp, hơi cấn nhẹ một tí xuống dưới thôi. Đời 2011. Điện áp tiêu thụ điện là 1230W các bác nhé. Đấy. Dòng Juicy Juicy cao tần áp suất. Đây, lòng xoong tương đối là ok này. Đấy, lòng xoong rất đẹp luôn. Đi xoong rất sạch sẽ các bác. Em này mới test xong. Dòng rất là ok này. Đấy. Bác nào thích dòng Juicy có áp suất thì các bác sử dụng những dòng này nhé. Giá cả nó cũng rất là phải chăng. Đấy. Em này nó không có màn hình hiển thị đồng hồ bác nhé. Lúc nào nó gần hết thì nó mới hiện lên. Còn tất cả các đơn hàng qua các bác là chốt thì em đã gửi hết rồi các bác nhé. Đấy, nên các bác yên tâm. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 6 bác nhé. Đây cho bác em là với giá là 850k. 850k cho một em Juicy Juicy cao tần áp suất bi các bác nhé. Đấy. Mã số 6, giá rất là rẻ.
Liên tiếp cho bác một em cao tần áp suất nữa này. Yuji Yoshi đời 2010. Đời 2010 thấy vách em này cũng tương đối rất là đẹp bác nhé. Điện áp thu điện là 1230W. Đấy. Em này đang hết pin các bác nhé. Đời ruộng này rất đẹp này. Đấy, ruộng rất đẹp bác nhé. Ruộng tuyệt vời luôn, ruộng mới cứng luôn. Đấy, hơi bẩn tí nhé, về các bác lau đi tí được, sạch ngay. Đấy. Rất đẹp luôn. Các bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh các bác nhé. Thời gian này thấy các bác đăng ký kênh hơi ít. Đây bác nhá, lòng son rất đẹp luôn. Lòng son tuyệt vời luôn. Không trông cám ấy. Đấy, lúc nào nó có châm cám thì em bảo các bác là có châm cám. Đấy, đi xong rất đẹp luôn. Còn cái nào không có thì em không bảo là không có châm cám. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Ngay lên cho bác là 20 mã nhé. Lên cho bác 20 mã để cho các bác chọn. Vâng, tiếp theo là mã số 7 ạ. Lên cho bác em này với giá là 950k nhé. Đấy, mã số 7. Good. 950k nhé. Đấy, mã số 7. Ok các bác nhé. Một em Yuji Yoshi đời 2010. Đây. Lên cho bác một dòng Pala van dài, dòng phun xương bù ấm. Em này thành vách rất là đẹp luôn bác nhé. Em này gần như là mới chưa sử dụng này. Em là đời 2010 thôi. Nhưng thật sự các bác là nó còn rất là mới này. Đấy. Thành vách rất đẹp luôn, không có chảy xước gì cả. Nét căng luôn. Em này gần như là hàng lướt các bác nhé, chưa dùng. Em này là chưa dùng các bác này. Đấy. Các bác lưu ý thế nhé. À, không phải sao bảo là van dài mà nhiều con đời mà cao thế mà bán giá như thế mà bán em này đời thấp bán giá như thế. Đây bác nhìn em này là nó chưa dùng. Đây. Một điểm đây, một tí tí hơi sức nhẹ nhỏ một tí tí thôi. Đấy. Bằng cái hạt lạc thôi. Ở thành nữa thôi. Điện áp thu điện là 1200W các bác nhé. Đấy. Đây 2010 mà các bác nhìn ruộng này, gần như là chưa dùng nhé. Em này đúng là chưa dùng luôn. Rất đẹp luôn, nét căng luôn, không một tí nào ố bẩn nào trong luôn, hàng như mới đét. Đấy, đây bác nhìn 2010 mà nhìn phần trong ruộng trông nó mới cứng này. Đấy. Đây xoong này, đấy bác nhìn xoong nha, nó gần như là còn mới soi gương được bác này. Đấy. Cái đít xoong nó chưa một vết xước nào luôn. Đây cái lòng son còn nguyên lớp mạ cái lớp kim tuyến. Đấy. Đây bác nhìn này, còn nguyên cái dây bóng. Em để nguyên nó còn nguyên cả cái này nó cho vào trong này. Đấy, rất là đẹp luôn, nó lót ở dưới này. Đấy, các bác rất cẩn thận này. Đấy. Đây bác nhìn này. Lòng son này, đấy, nét căng luôn. Đấy. Nét căng luôn các bác nhé. Đấy. Mới cứng cựa cựa luôn. Em này rất đẹp. Mọi chức năng là ba cái bác là ok. Đấy, không phải giới thiệu nhiều nữa, thật sự các bác em này nó tuyệt vời luôn. Đấy các bác nào mà cẩn thận là về các bác cứ lót cho em cái này mà. Cứ lót cho em một cái tờ hai tờ dây bản với nhé. Lót hai tờ dây bản ở dưới cái đít này. Là các bác lấu là cái trong cái đít lồi là một này. Thứ hai là ở những cái phần dưới này nó đều rất là sạch sẽ. Đấy. Nó như mình ăn bếp từ mình đặt tờ giấy báo lên để cho mỡ nó không dây ra bếp từ đấy. Tiếp theo là mã số 8 bác nhé. Còn mỗi bút kia.
Mã số 8 lên cho bác em này với giá là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu các bác nhé. Cho một em Panasonic đời 2010. Còn cái bút dưới bé, đây đây rồi. Đây rồi. Đấy, mã số 8 bác nhé. Đấy, 1,2 triệu. Rất đẹp luôn. Đây, em này cũng thế nhưng mà nó xấu hơn. Em này thì cũng đời chắc 2010. À, đời 2008 bác nhé, đời 2008. Panasonic, thành vách tương đối rất là đẹp này. Điện áp tiêu thụ điện của dòng này là cũng là 1200W bác nhé, 1200W luôn. Thành vách cũng tương đối rất là đẹp. Em này thì nó gioăng, nó hơi vàng. Đít xoăng thì hơi chày một tí. Đây, cái lòng xoăng thì nó đẹp bác nhé. Cái lòng xoăng thì nó đẹp. Đấy, lòng xoăng đẹp, những cái đít xoăng này, đấy, hơi chày. Đấy, các bác nhìn tinh nhá. Lòng xoăng thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, gioăng này bác này, gioăng hơi ngả màu tí. Đấy. Em lên cho bác với giá 700 thôi. Mọi chất lăng là ba cái bác là ok, không vấn đề gì cả. Tiếp theo là mã số 9 bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 700 thôi. 700k các bác nhé. Giá rất rẻ luôn. Tiếp theo lên tiếp cho bác của dòng Ozit Ozama này. Đấy, hàng dòng này là dòng Trung Quốc xuất Nhật các bác. Trung Quốc xuất Nhật các bác nhé. Dung tích là 1 lít Ozit Ozama. Đời 2019. Made in China. Trung Quốc xuất Nhật. Phiên bản dành cho những người hạ lưu. Ở bên Nhật nó có thượng lưu, trung lưu. Đấy, là người thu nhập thấp thì mình sử dụng những cái dòng này. Ở bên Nhật đấy. Còn Việt Nam mình sang đấy thì đa số được dùng mâm Nhật. Xoang tuyệt vời luôn. Xoang tuyệt vời các bác nhé. Giày bịch mới cứng. Đấy, mới cứng các bác nhé. Xoang 2019 này. Dòng xoang nó rất dày. Đấy. Xoang còn mới trên tầm 95% bác nhé. Đấy. Mọi chất lòng là ba cho bác là ok. Em này còn rất mới nhé, thành vách còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã số 10 các bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 750k thôi. 750k cho một em Ozit Ozama nhé, đời 2019 thôi nhé. Mới đét lần đẹp luôn. Mã số 10. 750k. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác một dòng Tiger tay cúc các bác nhé. Tiger tay cúc, thành vách đẹp đời 2014 này. Tiger tay cúc Vân Đồng. Chỗ này hơi cấn nhẹ bằng cái đầu đinh các bác nhé. Đấy. Tiger tay cúc đời 2014. Điện áp tụ điện là 1200W. Xoang rất là dày. Đấy, xoang rất dày bác này. Đấy. Lòng xoang thì ok. Lòng xoang thì ok. Đít xoang còn rất là mới luôn nhé. Mới đét đẹp. Mới nhìn đít xoang gần như mới. Đấy. Cái gì gần vào nó là màu hình. Đấy. Xoang bọc 5 lớp. Đấy. Không rồi. Đây lòng xoang nó rất đẹp này. Đấy. Tuyệt vời luôn. Không chấm cám như cũng gì nhá. Dòng xoang rất dày luôn.
Doang thì mới trên 99% mà. Doang mới đét bác nhé. Dòng này có tiết độ nó không cháy. Cơm rất săn cơm. Đấy. Bác nào nấu gạo ngon. Gạo ngon 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 nữa. Kiểu gạo tám thì nấu ăn cơm loại này có cháy thì ăn tuyệt vời. Tốn cơm. Đấy, mọi chức năng hoạt động cho bác thì bình thường luôn. Đấy. Ok các bác nhé. Em này rất đẹp luôn đấy. Xoàng rất dày. Giòn mới cứng. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Tiếp theo đó là mã số 11 bác nhé. Lên cho bọn em này với giá là 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu thôi các bác nhé. Rất rẻ thôi. Một em Tây Cúc đời 2014. Thuận doang xong thì các bác nhìn rồi đấy nha. Không chê được rồi. Dòng này thì rất nhiều bác thích. Nó cơm, nó săn cơm, nó ăn cơm nó sướng. Tiếp theo là tiếp cho bác một dòng Panasonic nữa này. Panasonic van dài, dòng phun xương, bùa ấm, đời 2011. Điện áp tiêu thụ điện là 1200W. Thành vách rất là đẹp luôn. Đấy. Mã sản phẩm là SG gạch ngang DG102G. Do em này thì cũng tương đối tổng quan em này được 85%. Đấy, doang này. Đấy, vẫn rất sạch sẽ sáng sủa các bác nhé. Làm xong đây bác này. Đấy. 1-2 điểm chấm cám nó đúng bằng hạt cám thôi bác nhé. Nhỏ tí thì tí. Không gọi là mắt thường mà nhìn tích mới thấy được. Đấy, đi so có một điểm rất khuyết điểm rất nhỏ thôi, là đặt lên đặt xuống. Đấy, nhỏ tí thôi. Đấy, các bác nào mà cảm thấy mà dùng ok thì các bác về sử dụng. Thật sự các bác nói chung là nó xấu một tí thì giá cả nó cũng xuống. Đấy, nên rất là hợp cho mình thì dùng sao là nấu cơm nó ngon thôi. Còn nói chung là đẹp xấu thì thôi, nào mua cái đắt tiền hơn tí chẳng hạn thì các bác sử dụng những dòng này là rất là thích hợp nhé. Mọi chức năng hoạt động nó bình thường. Dòng Panasonic này nấu cơm rất là nhiều hơi. Và cái dòng này nó trâu bò dễ dùng, cắm nhầm điện, cắm một lúc nó cháy. Tiếp theo là mã số 12 bác nhé. Lên cho bác em này cũng với giá là 750k. Đấy, cũng 750k thôi các bác nhé. Rất rẻ luôn, để cho các bác về trải nghiệm cho nó sướng. Lên cho bác em giá rẻ rẻ này. Nationa van tròn các bác nhé. Nationa van dài này. SG gạch ngang SE101. Em này đời 2008 này. Đấy, 2008. Đấy, thành vách chỗ này hơi bị cấn nhẹ tí màn hình này. Hơi cấn nhẹ tí tí. Đấy. Em này về cho các bác nào mà về trải nghiệm. Đây doang này, rất đẹp này. Đấy, không đẹp à quên, cũng không được không đẹp lắm. Đấy, con gái là nó không bị rách rời. Và như gì nhá, không rách rời thôi. Còn đầu mà nhìn vẫn là rất sạch sẽ. Đây xoang này, về các bác vệ sinh đi tí nhá. Đây lòng xoang cũng rất ok. Không chấm cám mấy này. Mà cũng không có chấm cám các bác này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Dòng này la nấu cơm rất là mềm bác nhá. Đấy. Hãng Lationa. Dòng này thì nó không là nhiều bác biết rồi. Rất là bền. Nấu cơm thông thường là 48 phút. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. $500k cho một em Nationa các bác nhé. Tiếp theo là mã số 13. Lên cho bác em là với giá là 500k thôi. Rất rẻ để cho các bác trải nghiệm này. Mã số 13 nhé, 500k. Đây lên luôn cho bác luôn một cặp ít, một cặp pha lam vuông luôn này. Bọn em pha lam vuông đời 2011, thành vách rất là đẹp luôn. Điện áp tiêu thụ điện là 1000
1200W bác nhé, 1200W, thành vách rất đẹp. Đấy, đây, chỗ này hơi chảy tí la lô này. Chảy nhẹo tí la lô này. Đấy, chỗ nút ấn này. Một tí thôi. Còn em này gioăng rất mới này. Gioăng mới đét bác nhé. Gioăng cực kỳ lét luôn này. Đấy, gioăng mới cứng cựa. Đây, xoang ngoài rất đẹp nhé. Đấy, lòng xoang đây cũng rất là ok. Không chấm cám trong cùng gì cả. Không chấm cám bác nhé. Đấy, không chấm cám đâu. Rất là sạch sẽ luôn. Yeah. Mọi chức năng hoạt động cho bác là bình thường các bác nhé. Tiếp theo là mã số 14 các bác nhé. Tiếp theo là mã số 14. Lên cho bọn em là với giá là 750k thôi. 750k các bác nhé. Đấy, về cho các bác dùng cho sướng. Em này còn rất là mới luôn. 750k. Tiếp theo là một em Panasonic vuông nữa bác này. Em này thì đời 2010. Thành vách cũng rất là đẹp. Điện áp tụ điện cũng là 1200 này. Đấy. Em này cũng tuyệt vời luôn. Gioăng cực kỳ là mới. Gioăng mới đét luôn. Các bạn nhìn này. Gioăng mới đét đẹp luôn. Đấy. Bây giờ bác nhà xoong em này thì gần như là mới luôn. Đọc mua cái xoong này các bác biết giờ đi, đọc mua nhà bác nào có cái pha la mà hỏng xoong, các bác đi mua cái xoong này về cũng phải mấy trăm ngàn rồi. Em này thì đây bác nhìn này, nó tuyệt vời luôn. Nó không có một cái điểm chấm cám nào. Nó còn gần như là còn nguyên cái lớp bạ kim tuyến này. Đấy. Bác nhìn tinh nhé, mới cứng cơ cựa. Đấy, đi xoong này, nhìn sạch sẽ luôn. Đấy, đi xoong gần như mới luôn. Rất là đẹp em này. Cái bên ngoài nó thì nó do thiên nhiên lâu ngày nó hơi bị trông nó hơi lem nhem tí thôi, chứ còn nó chung bên trong thì tuyệt vời, bảo đảm các bác là ok chất lượng. Còn mọi chức năng thì bao các bác là ok đẹp nhé. Đấy, chuẩn luôn đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện chưa chọc máy. Có sao đâu vậy, vì cái hàng này chẳng đáng bao tiền. Thì tiếp theo là mã số 15 bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 850k thôi. 850k các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Một em Pana thật ruột ruộng cái thứ là không trông chê được. Giá chỉ có 850.000. Bác nào được bán thì em bao ship đi. Đây, tiếp cho bác em săn rô xoài này. Em rô hạt xoài nhé. Em này thì đời 2009, thành vách rất là đẹp luôn, không chảy xước cái cấn móp gì. Săn rô hạt xoài em này hết pin này. Bác nào chốt thì em thay pin cho các bác nhé. Thành vách rất đẹp luôn. Em này thực sự bác là nó mới nhưng chưa dùng. Đây, cái gioăng của nó là một mới đét luôn. Đấy. Gioăng còn mới đét nhá. Đây chỗ này nó hơi dùng rồi thì nâm ra nó hơi có một điểm hơi xước nhẹ ở cái chỗ đặt để lên để xuống này. Đấy. Gioăng của nó mới đét đẹp luôn. Gioăng nó mới cứng cựa các bác nhé. Đấy. Rất đẹp luôn. Gioăng thật sự bác, gioăng không chê được rồi. Các bác nhìn phần trong này, nó còn gần như mới luôn. Đấy, mới cứng. Chưa có một cái cáu cơm nào. Em này em không phải còn dọn đâu. Có lau vô tí ở ngoài là xong. Đây, cái lòng xoong tuyệt vời luôn. Gần như mới này. Đấy. Gần như mới các bác nhé. Đấy. Xoong nằm lớp nét căng luôn. Đấy, đây, mỗi tí sức này thôi. Đấy. Gần như mới luôn.
Nấu cơm thông thường là 42 phút. Mọi chức năng nó bao cho bác là ok đi. Xì súng có thứ là bao hết cho các bác, nên các bác yên tâm. Không tin các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy, không phải bắt các bác chuyển khoản. Làm ăn uy tín chất lượng như thế. Tiếp theo là mã số 16 bác ở 13 đấy. Kìa. Mã số 16 bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 1.300.000 thôi. 1.300.000 cho một em săn rô xoài nhé. Gần như là mới, thật sự các bác. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên tiếp cho bác một em Tây Cúc nữa này. Một em Tây Cúc. Tây Cúc em này thì đời 2000 bao nhiêu này? Đời 2017 đấy bác này, 2017. Đấy, thành vách cũng tương đối rất là đẹp luôn. JKT là mã sản phẩm các bác nhé. Đây ruộng này, ruộng rất là mới này. Đấy, ruộng cực tuyệt vời luôn. Đấy, ruộng rất là mới luôn nhé, không rách rời gì cả. Lòng xoong em này thì nói chung là nó không được đẹp lắm. Một hai điểm cấn cá hơi nhẹ này bác này. Đấy, hai điểm cấn cá hơi nhẹ này. Đây bác này. Đấy. Đít xoong tương đối là đẹp. Mọi chức năng nó vẫn hoạt động bình thường. Em này ruột xong nó hơi chảy một tí bác. Đấy. Lên cho bác em này với giá là 800.000 thôi. Tiếp theo là mã số 17 bác nhé. 800.000 cho em Tây Cúc bác nhé. Đấy, nó hơi bị chảy, nó không lột hẳn đâu bác nhé, hơi chảy chảy nhẹ nhẹ thôi, như kiểu một cái vết gì người ta lấy cái xìa người ta hơi cạo cạo đấy nhá. Mã số 17 bác nhé, 800.000 cho em Tây Cúc. Giá sập sàn cho các bác đẹp rồi. Đây, để lốt cho bác một em săn rô xoài nữa này, còn 3 mã nữa các bác nhé. Đấy, lên một em săn rô xoài, em này thì đời bao nhiêu đây? Em này đời 2010 luôn. 1200W là điện áp tiêu thụ điện. Đấy. Ruộng tuyệt vời luôn, ruộng mới cứng luôn. Ruộng rất mới. Ruộng thì không nói được rồi. Thì nó quá đẹp. Ruộng rất là mới luôn. Ruộng rất đẹp anh, đít ruộng rất là mới. Này. Đấy. Lòng xoài này cũng xoong rất dày này. Lòng xoong ok luôn. Lòng xoong ok các bác. Đấy. Tuyệt vời luôn em này. Lại lên hai bác, hai lòng xoài rất là đẹp luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Không vấn đề gì cả. Tất cả sản phẩm bảo hành cho bác là 2 tháng nên các bác yên tâm, không vấn đề gì cả. Tiếp theo là mã số 18 anh. Lên cho bác em này với giá là 1.250.000. 1.250.000 các bác nhé. 1.250.000. Đấy, mã số 18. Không 18. Tí nữa mã số 19 20. Là hết. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác một dòng Juicy Juicy cao tần đời 2020 bác nhé. Đời 2020. Đây bác nhé. Đời 2020 này. Đấy. Rất đẹp luôn. Em này thì chỗ này nó hơi bị xước nhẹ một điểm bác nhé. Hơi xước nhẹ này. Đấy, em dán cho bác một cái tem đây này. 2020. Đấy. Vậy các bác chỉ có vệ sinh đi tí là nhìn rất là đẹp luôn. 2020. Đây ruộng tuyệt vời luôn bác nhé. Ruộng lét căng luôn. Đấy, ruộng tuyệt vời luôn. Ruộng Juicy thì bác dọc được cái ruộng nó rất là đẹp.
Đây, lòng xoong thứ ba các bác là ok nhé, không chấm cám. Đấy, các bác về nhận hàng mà có chấm cám thì em kỷ niệm các bác xoong luôn. Đấy, đi xoong rất đẹp luôn. Đấy, mới cứng cửa cựa. Còn ngoài cái bố làm con. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì cả. Suzuki Yuzu 2020 đét rất là cao các bác nhé. Đấy, mã số 19 các bác nhé. Lên cho bọn em này với giá là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu cho bọn em Suzuki Yuzu đời 2019 các bác nhé. Đét rất là cao. À quên, 2020. Đấy, 2020. Vâng, và báo cuối cùng lên cho bác một dòng Pala ban dài, dòng phun sương mù ấm đời 2018 bác nhé, 2018. Em này có chế độ lốp cơm cháy này. Đấy, dòng này rất dễ sử dụng, rất dễ dùng. Dòng lốp cơm nhiều hơi, có cao tần phun sương mù ấm đây. Đấy, cái đắp hơi của nó. Mã sản phẩm này SG gạch ngang SI106G. Thành vách rất là đẹp luôn. Điện áp tiêu thụ điện là 1200W này, đời 2018. Đấy. Màu đỏ đen rất đẹp. Dòng này thì gần như mới bác này, gần như mới luôn bác nhé. Đấy, xanh ngắt luôn. Đấy, rất nhiều các bác hỏi dòng Pala ban dài đây, nay lên cho bác tạo thẩm một em này. Rất là đẹp luôn. Dòng cực kỳ là mượt. Dòng này rất dễ dùng, rất dân dã. Đấy, rất nhiều bác thích. Xoong thì đảm bảo bác nó rất ok, không chấm cám không kẹt gì. Rồi. Đấy. Đít xoong rất là đẹp luôn. Đấy. Xoong rất đẹp luôn nhé. Đời 2018 này, đét rất là cao luôn. Đấy. Nấu cơm thông thường là 56 phút, nấu cơm cháy là 56 phút bác nhé. Đấy, các bạn ăn cơm cháy các bạn ấn cho em lên menu 5 lần. Đấy. 5. Đấy, là 56 phút được cơm cháy mềm ăn các bác nhé. Đấy, mọi chức năng là bao các bác là ok. Dòng này nó rất khỏe. Nó không có lỗi vặt. Vâng, tích và vã cuối cùng với em các bác nhé. Mã cuối cùng là mã số 20. Mã số 20 lên cho bác em này với giá là 1 triệu 300k thôi. 1 triệu 300k cho một em Panasonic van dài dòng phun sương bụi ấm bác nhé. Đấy, mã số 20, 1 triệu 3, đời 2018. Đấy, thì các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy, video của em đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai. Còn tất cả đơn hàng các bác hôm qua các bác là chốt rồi nhé. Em là gửi hết rồi các bác nhé. Nên các bác yên tâm chờ đợi nhận hàng. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.